con vào nè, con nhé. Mình tên là Nguyễn Đăng Quang, sinh viên năm 4 trường Đại học Bách khoa Tomsk. Đến với cuộc thi lần này thì mục đích của mình là giao lưu học hỏi và đóng góp một chút công sức nhỏ bé của mình vào thành công của cuộc thi. Và các bạn đừng quên cổ vũ cho mình nhé. Số danh 02. Bao mái nhà mình hoa xanh, người hàng bóng trời thêm màu.
lòng nhớ thương quê hương miền Nam anh và tha thiết ước mong ngày mai anh sẽ đi về tấm nhà quê xây những ngôi nhà tương lai dòng sông mắt xanh trời своим представляет подобное чувство. Спасибо. Спасибо.